60 với đặc điểm là thân thể trần trụi, không có sợi lông nào, và mèo này thì được coi là một giống trong những giống mèo xấu nhất thế giới. Tuy nhiên thì giá thì rất là đắt. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ về loài mèo này nha. Các bạn hãy nhớ là ấn theo dõi kênh của mình để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nha.
Thank you.